từ từ đi anh lựa. Thôi đàn ông chúng ta thì chắc là không thể thể hiện tình cảm ở đây được. Đúng rồi, cho nên là tâm sự hai người đàn ông. Thì sẽ không phải là những lời dối gian. Những lời dối gian để em sợ nghe em lâu quá một bài này em nên nhớ lại coi bài hát làm sao nha. Chờ em một chút nha. Những lời dối gian bài hát làm sao ta? Chết rồi. Chết rồi. Rồi, bây giờ là thảm họa không phải là từ phía ông này mà từ phía tôi. Vỗ tay cho Tam Phước được không ạ? Tam Phước. À biết rồi, đã lấy lúc đó đến câu xa từ đường tình yêu hai nó đi đúng không ạ? Em biết được con đỏ hả? Để... cho em ha một phút để em nhìn sơ lại cái lời nha. Điều khúc là gì? Điều khúc khác là sao? Điều khúc khác là sao? Điều khúc nè. Không biết ai sẽ là thảm họa. Đang lo này, khúc này hát sao nè? Khúc này thì biết hát rồi. Khúc này biết hát, khúc này hát sao nè? Đừng nói như em ơi đau lòng nhau. Hay hay là cũng một hồi lỡ em có cắn lưỡi thì mọi người thông cảm. Lưỡi nào mà nó dính với nhau rồi đó. Thì mọi người, bây giờ mọi người, em nghĩ là mọi người nên cầm cái điện thoại á, móc ra cầm điện thoại coi cái lời. Để lỡ em hát không hiểu thì nhìn vô cái đó là biết em hát cái chữ đó nha. Em lo quá. Mọi người đây mà, anh âm thanh cho anh cái mic này cũng hay như mic này được không ạ? Mic này hơi khô ạ. Từ từ anh, một lát nữa là vô nhạc là nó sẽ hay lên liền. Dạ. Một lát nữa lên nhạc là nó sẽ có độ vang vang nhẹ nhẹ để rồi mình hát cho nó hay hơn à. Ok, giờ mình chiến đấu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người.